Công việc của cô mình hàng ngày là gì cô? À, đi bán vé số. Đi bán số. Cô bán lâu chưa? Cô đi bán đây là 18-19 năm rồi, gần 20 năm ở đây rồi. Bán 20 năm rồi. À, đúng rồi. Là đi bán giờ này là cô được bao nhiêu tiền tờ là hết đó? À, đi bán một ngày giờ có 100 tờ vé số. 100 tờ. Dạ. Bán buổi chiều qua tới nay hay sao? Dạ, đúng rồi con. Giờ cô đi vậy rồi về bắt đầu cô mới... Đi giờ đi về nấu cơm cho cháu nó ăn. Cô sống với ai trong nhà con? À, sống có một mình cô với nó thôi. Dạ. Có một người con thôi hả con? À. Còn mấy đứa kia lớn nó ở riêng hết trơn. Ở xa hả con? Ở xa lắm. Giờ lâu lâu có về thăm con? Dạ không à. Bởi vậy ở đây nhà nước nó mới cấp cho cô đại chợ gạo lúa rồi hả con? Dạ. Dạ. Thì cô cũng mới đi xin về đó, được mấy cái gạo mới vừa dục nhà vừa xong. Cô được mấy người con cô? Dạ được ba đứa. Ba người. Dạ. Ba người mà một người là... Một người bị tàn tật đến làm chỗ hả? Dạ. Còn hai người kia là có gia đình ở xa? À, ở xa hết rồi. Rồi do có gia đình với lại do cuộc sống gia đình có gia đình riêng nên cũng ít về thăm cô. Dạ đúng rồi, tại đứa nào cũng đi bán với số đó con. Dạ. Tại hai đứa kia cũng vậy, cô cũng vậy luôn. Dạ. Dạ. Thì mới vừa đi bán vừa về xong rồi về nấu cơm nước cho cháu nó. Dạ. Dạ. Cô đi bán với số là cô thường hay đi đường nào đó con? À, đi đường ấp ba mình. Ấp ba Sản Thạnh mình thôi. Ấp ba Sản Thạnh. Chứ bà lớn tuổi không dám đi xa được tại lỡ có chuyện gì á. Dạ. Rồi bà về nhà không có kịp. Dạ. Ở đây bà con lúc sớm này bà thương cô lắm chứ không phải ấy đâu. Dạ. Là sáng mình mấy giờ mình dậy đạp xe đi con? Dạ. Sáng 5 giờ cũng đi rồi. 5 giờ sớm quá. Thấy đường chạy xe không? Thấy chứ. Tại mình đi bán gần ở đây mấy cái quán cà phê á. À. 5 giờ làm đi bán tới giờ này là về nấu cơm nước. Dạ. Nấu cơm nước cho con ăn rồi ăn luôn. Dạ. Nếu mà chưa hết thì mình đi bán tiếp. Dạ đúng rồi. Dạ, buổi tối cũng đi bán không? Tối cũng đi chứ, đi bán phụ thêm có 100 tờ mà bán vậy á. Dạ. Với phần con biết mà trên xã á, nó cũng biết danh sách của cô là từ hồi xưa đến giờ đó. Dạ. Rồi cô về đây cô ở là nhà bà con này á, chứ hỏi là ai cũng nói đúng. Bà ở cũng sống cũng thiệt tình, không có gian dối cái gì. Dạ. Dạ. Vậy là mình cũng thuộc dạng gia đình họ nghèo á. Khó khăn lên được xã nó cái trợ cấp phần nào? Có chứ. Dạ. Tại nó biết vậy nó cho mới vừa chờ ông cho được cái nồi cơm điện mừng quá con. Dạ. Cái nồi cô cũng mới chụp cho bữa rằm tháng 7 mình vừa rồi. Dạ. Rằm tháng 7 này chắc mình cũng ở chùa cũng hay có phát từ thiện, chắc mình cũng được. Cũng dạ, được đúng rồi, người ta phát cũng thôi. Như là người ta cho mình một phiếu vậy, cái mình gom được mấy chục cái gạo cái mình để dành mình ăn từ từ vậy đó con. Dạ. À. Tính nhau cô bán ngày một ngày 100 tờ thì lời đâu chừng 100 ngàn là có không lời được 120 ngàn con. Có. Dạ. Sao nó vậy? Dạ. 120 ngàn là mình phải tiết kiệm nó mới chi tiêu đủ trong trong nhà. Rồi chuyện nào á mà con biết mà có khi mà cô nhắm mà hết cái bình ga đó. Dạ. Cái là bắt đầu cô gán cô cày. Cô chạy cô đi bán cái là ở nhà nhìn ở nhà có mùi ăn mì cô chú ăn cái có cái gì ăn cái đó. Dạ. Cái gom lại hết 300-400 và cái bắt đầu mình mua bình ga. Yeah. Cô sống vậy chứ cô không dám mượn tiền ai đó. Yeah. Ở đây không dám mượn cái gì của ai đó. Mượn rồi mình đâu có trả nổi, người ta vô người ta chửi mình chết. Yeah. Nó sống khổ lắm. Yeah. Có nghĩa là mình cô bán được bao nhiêu thì cô chi tiêu vừa đủ thôi. Mình không dám mượn. Yeah, đúng. Mượn là mình nợ, mình lại lo thêm thôi con ha. Đúng rồi, đúng cô rồi. Cô đức tính thì cũng tốt, vì vậy cũng xã mới quan tâm để mới sớm mới thương yêu, mới giới thiệu mình đến xã. Đúng rồi. Chứ phần cậu biết người ta mà thấy mình ăn chơi bời quá người ta cũng ghét mình. Dạ. Rồi của đâu người ta cho mình cái kiểu đó. Dạ đúng. Trời ơi con á, muốn xách cái nồi cơm điện về mà con mừng từ trên xã mà con mừng về vậy tới đây. Dạ. Đó là xã cho hay là? Xã cho. À xã? Sản Thạnh mình á. Gọi lên hả con? Là cô ở bên ngành công an á. Dạ. Rồi công an nó đại chợ. Dạ. Không biết mình như vậy rồi cho mình vậy vậy. Là chú hả con? Không. Là cái mấy người làm việc ở trên xã đó. Dạ. Chú Nguyên. Chú đâu con, cho hỏi chú đâu con. À, cái đó là chú Nghĩa. Không, cho con hỏi chú đó con. Chú... À, ông nhà mình không? Dạ, mất dạ. Lâu rồi con. Mất lâu rồi. À, bởi vì mất cực mới nuôi thằng này tới giờ luôn. Dạ. Là chú mất bao lâu con? Hôm nay con 40 năm rồi. Lâu dữ vậy? Ồ, lâu rồi. Cô sống con nuôi tới giờ luôn chứ cô không có giờ cái gì. Tính ra con năm nay là bao nhiêu tuổi con? Hôm nay cô 56 rồi. 40 năm là chú mất 40 năm là năm đó cô cũng còn trẻ không, hả? Cũng còn nhỏ lúc đó là con biết không được tại là gia đình á thấy mình như vậy đó rồi gia đình ấy cho mình bước vô đi chơi sống một chút á con. Dạ. Rồi mà cũng khổ lắm con. Dạ. Sống tới giờ luôn á mà cô không, sợ quá được con ạ. Thù mất vía giờ sống được cái ngày nào nuôi thằng này ngày đó đâu có biết đâu mình gặp mai không, sao không, con không. Cô
đi bán như vậy, được đồng nào ăn đồng đó đi con, cho dạ, nó khỏe cái cuộc sống của mình. Nó không biết số và sao lỡ gặp người không tốt hả con? Con biết không, thời buổi này con biết không, nó lỡ mà nó thấy nhà mình có hột muối á, nó giá tỷ và xây đá cô hồn chứ. Nó nhà vô ăn cho đã đời, phước đặt mình đã đời rồi, cái lúc đó mình còn đau khổ còn hơn gì. Thà để mình sống gì mình nuôi con mình. Dạ. Như vậy đó. Ở trên xã thương lắm. Dạ. Cái hỏi con quyền khu vực này là đi lãnh quà thì có một mình cô đi. Dạ. Có một mình cô, cái bao nhiêu người ta hỏi, ủa tại sao mà mày được như vậy vậy á. Cứ xong cái người ta đi họp á. Dạ. Cái người ta mới dưỡng dẫn đó là người ta coi thêm một cái hoàn cảnh gia đình không biết ăn chơi một cái gì mà biết tàn tảo mà sống mà nuôi như vậy á. Dạ. Mà không nợ không làm là một. Còn mấy người mà chỉ ăn chơi mà cờ bạc đủ chè đủ này kia là người ta không có để chơi. Dạ. Cho mình. Đúng rồi, ở xã mà một khi có hỗ trợ ai là họ xét, họ xét việc lắm, họ xét kỹ lắm. Nó thì xin lỗi con nha, không biết bao nhiêu năm. Dạ. Đi muốn điều mới hết mấy đồ dép mới được cho được chút xíu cái nhà này. Dạ. Chứ giờ này con đứng cũng không được, đồ đã cứ rớt hết được đồ. Dạ. Dạ. À, bà cô kể cái căn nhà này là được xã trợ cấp xây cất cho bà. Chứ ngày trước là cô nhà của cô là nhà ở nhà to nhà to nhà to nó rồi cái bị mục đó, mục con nhỏ em nhà nó mua chứ cô cũng mua nổi. Dạ. Và có nghĩa là đất cô ở đây là đất của người em cho bà ha, rồi được xã trợ cấp cho xây nhà. Để nghe cô nói có cô có người con đang bệnh để vào thăm con trai cô bệnh như nào bà. Em mời cô mời. Nè, cô cũng mới đi kiếm về đó. Dạ. Cái này là quà này cô cũng mới nhận về ở đâu không? Nè, cũng như các mấy cái chỗ mà người ta có đó cô. Dạ. Xong rồi cái người ta thấy hoàn cảnh mình vậy thì kêu tới cho cho. Dạ, đó là cũng chùa. Như trong xóm trong riền á. À. Rồi người ta đại trợ tôi cho mình. Cái này có nhà tự người ta phát tâm người ta cho hay là người ta nhận nhiều phần người ta không, chia bớt mình cũng như là người ta làm ăn được á con. Con hiểu. Xong rồi cái người ta thấy mình đi buôn bán tàn tảo tối ngày ngoài đường vậy nè, người ta đỡ thì cho mình. Dạ. Nói chung cô sống ở đây thì cũng được xóm làng thương các bạn, nên giới thiệu đến xã nên xã mới hỗ trợ xây cất cho cô cái nhà được che mưa cho nắng gì thì cũng đỡ các bạn không. Dạ đúng rồi. Còn... chứ không nhờ mấy cô đó mà cho cô mượn chút đỉnh có giờ á. Ừ. Là cô cũng chưa có làm được nó được, tại nó cho làm có phần nữa cho mình phần nữa cũng như là dỗ tường ra với làm có mấy cái ton thôi. Yeah. Còn bây giờ mình bổ sung hết ra luôn. Yeah. Tôi thấy ở xa có anh đang nằm cho mà cái nghe cô nói là cái chân anh bị thương cho để tôi hỏi thăm đây. Cái chân anh bị, cái chân anh cô anh bị là bị sao không? Hả? Cái chân của anh bị thương bị như thế nào không? Không, cháu nó đi nó bị phong sù á con. Dạ. Nó bị phong sù á, xong rồi cái cháu quên uống thuốc á. Dạ. Rồi cháu nó bị lên cơn, nó bị giật á. Nó giật cái là nó không biết là nó mất ở đâu mà nó cứ tái đi, mà cô nhà nước cũng lo cho nó lắm á, thuốc men đủ này kia mà xong thì tái đi tái lại hoài á cậu. Dạ. Cháu cũng thuốc men rồi giấy tờ của nó có đầy đủ hết chưa? Dạ. Con thấy giờ này mà bà còn chưa có đi chợ đi, mới về nấu bậy ăn đi rồi mai rồi tính tới, chứ mới vừa về mệt quá không có đi vô chợ được. Cô cho hỏi cô tên gì á, nếu mà con có cần lấy giấy chứng minh vậy không? Có nghĩa là con chỉ cần hỏi thăm tên của cô với lại cái địa chỉ, mà nếu mà con ghi hình lại thì giúp mình gửi lên, mà bạn bè hoặc có một cái nhà tấm lòng hảo tâm nào đó. Dạ. Người ta muốn giúp đỡ thì người ta sẽ tìm đến cái địa chỉ của cô. Dạ. Cô đâu cho con địa chỉ ở đây là cái số mấy là cái... Là cô á hả, là cô ở đây là tổ 15. Dạ. Tổ 15 ấp 3. Dạ. Xã An Thạnh. Dạ. Đó vậy đó. Quyền Hóc Môn. À đúng rồi, Quyền Hóc. Dạ. Môn. Cô tên gì cô? Dạ, cô tên là Trần Thị Ánh. Trần Thị Ánh. À, các bạn, cô mới vừa đọc địa chỉ. Còn cô hay bán trên đường là cô bán ở đâu bà cô? À sáng là 5 giờ 6 giờ là cô bán ngay ngoài cái cống ngay chợ ngay chỗ cái gì cầu Gạch Cha của mình. À ngay cầu Gạch Cha. À đúng rồi. Các bạn, cô hay đi bán trên cầu Cha, cô hay đạp chiếc xe đi bán, thì các bạn anh chị nào có thấy cô thì ghé mua ủng hộ giúp cho cô mau về thật sớm, rồi nhà còn lo cơm nước cho. Ở nhà cô thấy còn có một anh đang bị bệnh thôi mà ha. Nói chung nãy con cũng chạy ngang. Dạ. Tình cờ thấy cô. Rồi con cũng nghi là cô bán số rồi. À. Nên con mới chạy theo hỏi thăm. Rồi nghe cô chia sẻ cái hoàn cảnh của con thì cũng nói chung cũng khó khăn, thấy thêm thương thì thôi cố làm nhiều. Cái này cố này riêng của riêng con gửi cô. Giờ thí dụ mà nếu bạn bè con có xem được cái clip này thì họ mà có
con cực khổ mà. Dạ, không cái gì, cái này là tấm lòng của con thôi con thì nói chung là chỉ có một tấm lòng mà không có nhiều bằng tấm lòng thôi. Dạ. Thì mong rằng cái clip của con, bạn bè con thấy hoặc là có những mạnh thường quân đó con. Họ cái tấm lòng tốt làm ăn mà được thì họ sẽ đến ủng hộ con. Con chỉ nhà chia sẻ cái hình ảnh địa chỉ con. Dạ, dạ. Cảm ơn con nha. Dạ, dạ. Thôi con chỉ giữ đi con. Dạ, dạ, không, cô cái này là tấm lòng của con. Dạ. Cô cắt. Tội nghiệp dữ chà. Cô cắt đi. Thôi cô cắt đi, không có gì đâu, xúc động con cắt đi. Cô cắt đi, bỏ tiền vào túi đi. Con bỏ tiền vào túi để giờ con hỏi thăm tiếp. Cảm ơn con. Dạ. Nói chung con gặp cô ở đây cũng là cái duyên ha. Cái duyên cô cháu mình gặp mới gặp được nhau. Dạ. Thì con cứ mong rằng cái hoàn cảnh của cô mà được mấy nhà hảo tâm. Dạ. Hoặc là những người bạn của con, có nhiều người bạn tốt họ xem mà thấy hoàn cảnh của cô, họ có địa chỉ hồi nãy cô mới vừa nói, họ sẽ mong rằng mấy bạn con hoặc là mấy cô chú anh chị sẽ đến thăm cô. Rồi được, bây giờ dạ. Mình giúp cho con là dạ. Có gì bạn hỗ cho thằng đại được được chứ. Dạ. Cũng như nó sống được ngày nào hay ngày đó chứ, có cái bệnh là mà lên cơn này là khổ lắm không? Dạ. Bởi vậy đó, trên xã đồn ta biết hết rồi, người ta mới cho mình được có cái đôi dép mang chứ dễ gì ai cho mình được cái chén gạo anh con. Dạ. Đúng không? Trong hoàn cảnh của cô cũng có ba người con, nhưng mà mấy người con mấy anh chị cũng do cuộc sống cũng phải đi bán vé số nên cũng không có dư giả nên hay thường thăm cô được. Thì mong mấy bạn mấy cô chú có xem clip này địa chỉ thì tí nữa cô sẽ chụp hình lại nhờ mấy bạn đến thăm hỏi con. Bước khi con đi cô đi bán như vậy có gì hẹn cô thì cô mới ở nhà được chứ cô đi tối ngày ngoài đường để kiếm lương thực để cho mình có xài số điện thoại gì không? Có dạ, không cô đọc số điện thoại cho con để cô lấy số điện thoại. Bây giờ tôi thấy cô được xã mà xã người ta xây ra cỡ xây cấp luôn đây, cái nào công điện của cô kể cô được xã mới cho một công điện. Nói chung cô được có nhà che mưa gắn giúp đỡ rồi. Chứ ngày trước rồi cô ở nhà cũng một con cái số điện thoại của bà số dưới hả? Số dưới gặp bà không biết chữ nữa. Dạ đây con đọc cho. Đây là cô tên nãy nói tên gì con quên. Đây là số điện thoại của cô Ánh nha các bạn. Nếu mà các bạn có tấm lòng muốn ủng hộ giúp đỡ thì Phương sẽ đọc số điện thoại của cô Ánh luôn là 627 163 56 24 68 số ta. Sao dưới là có 8 số rồi con? Không, cái số dưới này là con 2 4 6 là điện thoại bàn. Điện thoại bàn chứ bà không có, bà không biết chữ xài mấy cái kia. Dạ, nếu mà thường điện là buổi tối 9-10 giờ chắc điện có nhà. Đúng rồi. Tối cho chắc ăn đúng rồi. Dạ. Chờ em thông minh thì dạ. Con đọc số điện thoại chưa? Dạ con đọc rồi. Còn mà nếu mà có địa chỉ thì đây con cũng biết rồi, nếu mà có nhiều người mà muốn đến thăm cô luôn thì con sẽ dẫn trực tiếp đây tới đây. Dạ. Cho họ thăm cô luôn trực tiếp. À, có gì thì con sẽ điện thoại cho, trước cho cô ha, buổi tối điện thoại trước cho cô. Cảm ơn con. Dạ dạ thôi con chúc cô có nhiều sức khỏe ha. Mình có sức khỏe rồi mình đi buôn bán rồi mình còn lo cho em cho anh ở nhà nữa. Dạ đúng rồi. Dạ không, cảm ơn chứ, cô bà đó hả, nếu thì con đó, có sao mà xài vậy chứ nợ nằm mà không có giống nhất nhất cho con. Dạ. Con thấy giận hồn con sung sướng thì khổ cái đời của con rồi ai lo cho thằng này. Dạ. Con ở đây là con biết con hỏi hết cả số này ai cũng rất là thương con. Dạ. Tại cô sống sao người ta mới thương mình vậy. Dạ. Rồi mới được có cái nhà như vậy đó chứ thôi cũng chưa con biết mấy năm mà kêu mà cháu con nhỏ em đi dưới nhà cái nó thấy như vậy cái bà mẹ chồng á bả giành giật hết cái con em hai vợ chồng nó người Bắc á. Ừ. Cái nó nói thôi giờ em nói cho chị nghe là bây giờ chị cứ cần ở xa đi rồi hả tụi em mua cho chị cái nhà nằm nhỏ nhỏ ở cho nó đừng có dướng dắt mấy tụi đó mai lúc nó giết chị chết rồi này kia vậy. Yeah. Cái con biết lên đi bơ vơ cái bạn biết làm sao mà sống cái mấy bà chị phải giữ dắt giùm á cái là bắt đầu cái cô đi mua đồng tiền cô đi mua với chai cá mười mấy năm á. Yeah. Cái lúc đó cái đồ nó rẻ quá không có đủ tiền mà phung phí mà đi xe á. Yeah. Cái cô mới ở trên này luôn cái cô đi bán với 6 tấm nhà. Hôm nay là cô đi bán vé số làm được 18 năm cho ngày rồi đó. Yeah. Cái nghề bán vé số á, so với những người lớn tuổi đó con thì nó cũng khỏe nhưng mà nó cũng có cái rủi ro con. Cái rủi ro là con hay đi ngoài đường á, con hỏi thăm á, đa số là có nhiều người người ta không tốt á, người ta thôi. Cô bán cái đó cũng phải cẩn thận.
con cũng biết cái vụ đó, cô dạ, đây dạ. là mới vừa mà cô mà bắt đầu mà bước chân đi ra ra đó, mà sống cái ngày này đó, mà hơn là tiền của mình dày dụm cái tiền mà còn đi mua cái chai hả cô? Đúng rồi, dạ. là cô lấy cái đó là cô sống để cô nuôi thằng này đó, dạ. con biết nó ác lắm. Thế ra cái đi gia bộ nó nói này nói kia, cái hỏi lúc tối trời ơi, cô hỏi chất lên chất xuống yeah. phải bao nhiêu năm chờ rồi giờ cô mới tỉnh táo là cô giờ bán á, cái yeah. người ta chỉ mình đó con, cái chỉ cái bây giờ con lấy trăm tỷ số về con giấu hết đi, con giấu hết cho người thì nó hỏi con cái gì con cũng nói không biết đó là một điểm, cái con cầm 3-4 tờ vậy đó yeah. cái con đi ra mà có xe nào mà ở ngoài đường con cái bắt đầu nó chạy cái tèo qua cái nó ngực cho này. Nếu đưa mua cái số là con được nên người xe. Dạ đúng rồi, cái đó đúng. Đúng. Cái đó là cô người ta thấy mình vậy, người ta chỉ nhiều cái cũng đau lòng lắm con. Dạ. Mình nhiều cái cũng tức á. Mình nghĩ nó khỏe như trâu như bò. Dạ. Đó hôm qua có cái ông mà ngay chỗ ngoài đằng xanh đằng đỏ con vừa vô á. Dạ. Ổng mùi nó biểu đưa mua với số 2 thằng thanh niên đẹp trai gần chết luôn. Dạ. Giật mẹ hết cái triệu bạc cũng đi. Dạ. Đúng rồi. Như vậy là con cũng đi có đi hỏi mấy vụ đó. Dạ là tại vì con cũng thường xuyên đi trên đường á, gặp những người lớn tuổi bán số với những em bé thì con biết, con cũng dặn dò lại, tại vì những người không tốt á, họ chuyên môn lựa những người lớn tuổi với là trẻ em giật đa số con gặp nhiều lắm con. Giờ nói là cái đó cái cảnh đó mà đau lòng lắm. Dạ. Rồi mình biết được vậy thì mình cũng ngừa con hoa con đỡ có rủi ro chứ một đúng ngày rồi. Đi bán không có lời. Còn bữa đó cái bà thầy đó, bà là này bà giả dạng làm thịt lùa thành mổ gì cũng biết nữa. Bà cũng vô trong cái đường này nè, vừa nãy cô mới đi bán mình đồng biết cái chủ của cô có mấy triệu bạc về mấy bà chị này mới thấy cái bà cho mượn làm giống lại bán tới giờ luôn con là tới, tới giờ là bà không còn xảy ra chuyện gì. Dạ. Bà sống sao bà nói vậy. Dạ. Thôi đừng có nhắc mấy cái câu đó mà đau lắm thì mấy thằng. Dạ. Dạ đúng rồi, họ không có nghĩ đến cái người bị mất tiền, họ chỉ biết lợi dụng tấm lòng của ta cứ giật thôi. Dạ, dạ thôi con xin phép ông về ha, cô nằm nghỉ. Dạ dạ. Dạ, đợi cô mới vừa bán về cũng mệt, Phương cũng xin tức về đây bà. Xin tạm biệt nha, gặp lại cô chú. Thôi, xong không.